Mịt thứ check in. Ngày giãn cách, ai ở đâu, ở đấy. 12 tháng 8, 2021. Mở đầu video ngày hôm nay, Mịt thứ mời bà con cùng ngắm bình minh sáng tươi trên cầu treo thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Và với hình ảnh một ngày mới bắt đầu tươi sáng như thế này, Mịt thứ xin chúc tất cả bà con trên mọi miền đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe, vững tin chiến thắng đại dịch Covid-19. Ngày hôm nay, Mịt thứ sẽ cập nhật đến mọi người những tin vắn tại tỉnh Kiên Giang và vùng Mịt thứ mà bà con mình cần biết. Trước tiên là một thông tin quan trọng về điều kiện lưu thông hàng hóa, vật tư, nông sản phục vụ sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy hải sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ngày 12 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ra văn bản cho biết Kiên Giang cho phép lưu thông hàng hóa, nông sản, vật tư sản xuất vào ban đêm, tức từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Theo đó, đối với các phương tiện đường bộ, đường thủy vận chuyển lưu thông hàng hóa, vận chuyển các thiết bị, công cụ, thu hoạch sản phẩm nông sản, cung ứng giống, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất và các dịch vụ tứ tiêu, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi, các đơn vị địa phương tạo điều kiện để được thông suốt theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang. Đối tượng khác là các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, thương lái đến địa phương thu hoạch, thu mua sản phẩm nông thủy sản. Các thương lái trong và ngoài tỉnh được đi lại giữa các huyện, thành phố. Những trường hợp này, tỉnh yêu cầu khai báo địa điểm đi và đến thu hoạch, thu mua, di chuyển theo phương châm một cung đường, hai điểm đến. Tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu tất cả người đi trên phương tiện phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn trong vòng 72 giờ, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 như 5K, khai báo y tế. Một điểm đáng lưu ý trong văn bản này là riêng việc đi lại để sản xuất của ngư dân, nông dân thăm ruộng, kiểm tra khu vực sản xuất, tàu, thuyền, nhân công các lò giết mổ tập trung, nhân công thu hoạch sản phẩm sẽ được Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn xác nhận. Mẫu xác nhận tương tự giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Và với những thông tin vừa cập nhật nêu trên, Mịt thứ khuyến cáo bà con mình kể từ ngày hôm nay, nếu bà con có kế hoạch ra khỏi nhà định kỳ để lao động sản xuất, thì rất cần thiết là đến Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn để khai báo và xác nhận. Khi bà con mình có mẫu xác nhận thì chúng ta sẽ thoải mái hơn cho công việc cần làm mỗi ngày khi đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh. Việc xác nhận của bà con còn góp phần tạo thuận lợi cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn mình đang sinh sống trong khoảng thời gian bất tiện này. Theo là những thông tin cập nhật về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo Bộ Y tế, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận ngày hôm nay 12 tháng 8, Kiên Giang có 23 ca mắc Covid-19. Và theo số liệu thống kê từ Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, thì tính đến 19 giờ ngày 11 tháng 8, 2021, Kiên Giang có tổng số 530 ca mắc Covid-19, trong đó 106 ca nhập cảnh, 424 ca trong tỉnh, điều trị khỏi 261 bệnh nhân, tử vong 3 ca. So với lần giao ban trước, ngày 9 tháng 8 2021, số ca mắc đã tăng 62 ca, không có trường hợp nào phát sinh ngoài khu vực cách ly phong tỏa. Cụ thể, tại huyện Châu Thành tăng 25 ca, trong đó 23 ca phát hiện trong khu phong tỏa tại ấp Tân Điền, Dục Tường và 2 ca phát hiện trong khu phong tỏa ấp Phước Hòa, Mông Thọ B. Huyện Dông Riềng tăng 16 ca, đều nằm trong hai khu cách ly tập trung. Huyện Vĩnh Thuận tăng 11 ca, trong đó 6 trường hợp là F1 đang cách ly tập trung và 5 trường hợp phát hiện trong khu vực đã phong tỏa. Huyện Gò Quao tăng 5 ca, trong đó có 2 F1 đang cách ly tập trung và 3 trường hợp phát hiện trong khu cách ly tập trung trường Trung học Phổ thông Định An. Tại Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi, phát hiện thêm 3 nhân viên y tế cùng kiếp trực với các nhân viên phát hiện trước đây. Tổng số phát hiện là 5 nhân viên y tế và 1 lái xe chuyển bệnh. Thành phố Rạch Giá tăng 1 ca là F1 đã được cách ly tập trung. Huyện U Minh Thượng tăng 1 ca là người về từ Vũng Tàu đã được cách ly tập trung. Và tính đến nay,
Về cơ bản, các huyện, thành phố như thành phố Hà Tiên, thành phố Phú Quốc, huyện Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, An Minh, An Biên, U Minh Thượng, Kiên Hải vẫn còn nằm trong vùng xanh. Địa bàn có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh hiện nay là huyện Châu Thành, Vĩnh Thuận. Các huyện Gò Quao, Dòng Riềng cần phải nỗ lực khống chế các ổ dịch bên trong các khu cách ly tập trung. Huyện Tân Hiệp và thành phố Rạch Giá có nguy cơ thấp nhưng cũng phải nâng cao cảnh giác, quyết liệt tầm soát diện rộng trong cộng đồng. Ngoài ra, bệnh viện Lao và bệnh viện Phổi tỉnh phải sắp xếp lại hoạt động thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 khoa học và hiệu quả hơn, kiểm soát tốt nhiễm khuẩn, khắc phục tình trạng lây lan chéo cho nhân viên y tế. Bệnh viện Đa khoa tỉnh phải tăng cường xử lý ổ dịch tại khoa nội tiêu hóa, xử lý triệt để mầm bệnh để tránh lây lan tiếp tục cho người bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. Và hình ảnh mà mọi người đang xem là biển báo vùng xanh tại khu vực cầu treo thị trấn Thứ 11. Theo cập nhật của Miền Thứ, trong hai ngày 11 và 12 tháng 8, một số hình ảnh check-in với biển báo vùng xanh đã được các chiến sĩ trực chốt, bà con đi chợ, chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, lan truyền với một tinh thần tích cực là kêu gọi cùng nhau bảo vệ, duy trì vùng xanh tại địa bàn. Vậy, vùng xanh thực chất là gì? Vùng xanh được hiểu là vùng an toàn, vùng không có dịch. Mỗi một địa phương sẽ có những cách để khoanh vùng và bảo vệ khu vực vùng xanh khác nhau. Vùng xanh có thể là một ngõ, một khu vực, một hẻm hoặc chưa có ca bệnh COVID-19 nào được lập chốt chặn và có thông báo đầu ngõ, hẻm. Theo đó, tất cả người lạ đều không được ra vào vùng xanh. Trong trường hợp cấp thiết ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Người vận chuyển hàng hóa chỉ đến được giao tại địa bàn chốt trực. Người dân muốn ra khỏi khu vực phải có giấy đi đường, giấy công tác, phiếu đi chợ. Và mô hình vùng xanh ra đời nhằm đảm bảo không có dịch lọt vào khu dân cư, nếu có cũng không lây nhiễm chéo trong thời gian vàng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Và cuối video ngày hôm nay là một thông tin tích cực mà Miệt Thử muốn dành tặng riêng cho những ai có niềm đam mê khám phá, yêu thích du lịch. Và đặc biệt là gửi lời chúc mừng đến bà con thành phố Phú Quốc, vì Phú Quốc là một trong top 10 điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất trên Google từ tháng 5 năm 2021 đến nay. Theo nhận định của các chuyên gia, một trong những điểm sáng trong bức tranh du lịch Việt Nam lúc này là tỉnh Kiên Giang với kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân sinh sống tại thành phố Phú Quốc, tiền đề cho việc chuẩn bị thí điểm đón khách quốc tế. Bên cạnh đó, việc phòng chống dịch, Kiên Giang đã xây dựng các kịch bản chuẩn bị mọi điều kiện về lưu trú, điểm an toàn, sản phẩm để thử nghiệm đón khách quốc tế tại Phú Quốc ngay khi được phép. Và hình ảnh mà mọi người đang xem là một Phú Quốc không ngủ trước những ngày giãn cách, không dịch bệnh COVID-19 và chúng ta, tất cả chúng ta, muốn đi đâu thì đi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ check-in Phú Quốc, thiên đường nghỉ dưỡng, đảo ngọc của Việt Nam qua những hình ảnh được Miệt Thứ cập nhật từ TikTok Mê Phú Quốc. Nắng mở mắt ra cứ ngỡ như đang lạc vào thành phố Venice của Ý, thành phố của các kênh đào. Có bờ sông, có những khu nhà được trang trí lộng lẫy cứ như là châu Âu thu nhỏ, nhưng mà không phải đâu đố các bạn biết được đây là đâu nè. Hi, xin chào các bạn, mình là Mê Phú Quốc đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn vừa gian quốc được mệnh danh là thành phố không ngủ được bao phủ. Bởi những khu nhà mang đầy màu sắc tươi tắn ở giữa sẽ là con sông nơi sẽ diễn ra các lễ hội vào buổi tối. Và các quảng trường rộng rãi với nhiều tượng được trang trí một cách lạ mắt trông rất nghệ thuật tạo nên đến cảnh đẹp phải nói là nhức nách. Vì sao phải lăn tăn giữa việc du lịch nước ngoài hay đi vui nội địa khi bạn chắc chắn có được trải nghiệm ưng ý ở Grand Vô Phú Quốc? Tại đây bạn có thể thỏa sức check-in vui chơi vì đây là khu tổ hợp giải trí mua sắm, nghỉ dưỡng, trình diễn nghệ thuật. Chỉ mới đầu ngày mà nắng đã chói chang rồi, dưới ánh nắng của thời tiết đẹp cộng thêm sự phản chiếu sắc màu điểm nhấn của những dãy nhà thì lên hình phải nói là tuyệt vời, nhưng do tình hình dịch đang căng nên Phú Quốc mùa này cũng rất vắng. Đó là ban ngày, vậy đêm đến lễ hội có gì? Sẽ có những nghệ nhân diện các bộ trang phục led xanh đỏ biểu diễn trên sông nước và đặc biệt nhảy múa nhạc nước trên nền sân khấu hoàn toàn chìm dưới hồ. Nếu bạn muốn đi thuyền tham quan khu này thì dọc theo bờ sông sẽ có các điểm đưa đón có tên là Water Taxi.
đưa bạn đi trên sông trông rất lãng mạn. Nhưng do dịch bệnh thì chúng ta sẽ thấy một Phú Quốc vắng như thế này, nhưng vì thế không thể lu mờ đi vẻ đẹp của thành phố không ngủ. Một cái mẹo mới mà mình phát hiện ra khi đi du lịch ở đây đó là các bạn nên thuê xe điện đi, chứ nó rộng lắm, đi bộ thì có đi được một ít thôi. Khu tổ hợp này chia ra nhiều khu lắm đó. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu các bạn chưa biết gì về Phú Quốc thì đừng ngần ngại comment, mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Về Phú Quốc đem cả Phú Quốc đến bên bạn. Năm 2021, chơi gì ở Phú Quốc? Đầu tiên phải kể đến Phú Quốc United Center là siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á với 4 hạng mục tiêu biểu mang tầm quốc tế. Gồm có VinWonder, công viên chủ đề lớn nhất miền Nam với hệ thống trò chơi từ dễ đến khó, từ trong nhà ra ngoài trời, và hàng loạt các tiểu cảnh được xây dựng tỉ mỉ ăn ảnh. Viper Safari Phú Quốc là vườn thú bán hoang dã đầu tiên ở Việt Nam. Tại đây, các bạn sẽ có cơ hội được ngắm nhìn nhiều loài thú quý hiếm và tham gia các hoạt động tương tác với những bạn thú siêu dễ thương. Casino Corona Phú Quốc là sòng bài nơi người Việt có thể vào chơi một cách hợp pháp. Cuối cùng phải kể đến là tổ hợp Grand World Phú Quốc, điểm đến mới nhất trong năm 2021. Ngoài những dịch vụ thương mại giải trí, tại đây du khách sẽ được khám phá và tận hưởng kiến trúc đậm phong cách trời Âu. Đường kênh Tocano 4 đảo, cáp treo hầm thơm, công viên nước tại Nam đảo. Hầu hết các khu du lịch biển đảo Việt Nam đã bị khai thác làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên ban đầu, thì nhóm 4 đảo này sẽ là một điểm đến lý tưởng cho các bạn muốn khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, trong lành. Điểm cuối cùng trong chuyến hành trình là làng chài Gạch Tép ở Bắc Đảo. Đây nổi tiếng là nơi sinh sống của hàng nghìn con sao biển màu đỏ. Đến với Gạch Tép, ngoài ngắm nhìn thiên nhiên tuyệt đẹp, thưởng thức hải sản tươi ngon thì không thể bỏ qua việc chụp hình cùng những chú sao biển hết sức xinh xắn được. Các bạn biết đây là con gì ta? Nhìn có vẻ vừa lạ vừa ngon đó, nhưng mà nó ngon thiệt. Đến với xứ đảo Phú Quốc là không thể nào bỏ qua được món ăn bình dân này nha. Hai, xin chào các bạn, mình là Mê Phú Quốc. Ở Phú Quốc có nhiều loại món ăn dân dã bình dị xứ biển, nhưng không hiểu sao mình cứ hay bị cuốn vào món ăn ngọc nữ nướng mỡ hành. Ở Phú Quốc thì ngọc nữ không xa lạ gì với người bản xứ, nhưng với khách du lịch hay các bạn từ nơi khác tới thì nó là một trong những món siêu lạ không nơi khác có được đâu nha. Ngọc nữ dễ hay bị nhầm với cổi mai, thật ra đó là hai loài khác nhau. Ngọc nữ nhiều thịt hơn, đôi khi còn có ngọc nhưng hiếm lắm. Để chế biến được món ngọc nữ nướng mỡ hành thì phải làm sạch bên trong của con này. Con này sống ở mực nước 30-40m hay tắm vào san hô nên không có mùn đất gì cả, chỉ cần rửa qua làm sạch thái nhỏ cho vào vỏ. Như thế này đây, một con ngọc nữ được coi là hảo hạng ngon nhất, phải cao bằng bàn tay người trưởng thành, ăn dai dai giòn giòn, đặc biệt rất ngọt nước. Ăn kèm với mỡ hành dã nhuyễn thêm đậu phộng rang thì phải nói là nhức nách. Nướng thì cũng nhanh, chỉ cần đảo qua đảo lại chắc đi lượng nước tiết ra từ thịt. Đảo đều tay cho đến khi săn thịt lại, dưới thêm mỡ hành rắc thêm đậu phộng thì chúng ta có ngay món ăn ngon nhất Phú Quốc rồi. Muốn ăn được ngọc nữ thì các bạn có thể mua ở các anh thợ lặn hoặc dân địa phương vì ít người bán. Đơn giản hơn thì trong bữa ăn khi đi tour 4 đảo ở Phú Quốc, nhà tàu cũng sẽ giới thiệu cho các bạn món ăn này. Chế biến ngọc nữ cũng nhiều cách biến tấu khác nhau, có người thì nướng mỡ hành, như mình thì thêm một ít trứng lên tạo nên vị béo ngậy cho món ngọc nữ như thế này nè. Ngọc nữ đang nóng mà dưới thêm ít nước chấm muối ớt, ăn cảm nhận độ dai ngon ngọt nước phải nói là nhức nách luôn. Chúc các bạn ngon miệng nha. Mơ Phú Quốc thì có những gì? Đến với suối Tiên, nơi tiên cảnh dẫn lối, đây là địa điểm dã ngoại lý tưởng, vào mùa mưa bạn sẽ được đắm chìm trong làn nước mát trên núi rừng đảo ngọc. Nhắc đến Phú Quốc, mọi người thường nghĩ đến bãi biển với hàng dừa trong xanh, nhưng mọi người lại quên đi các hoạt động vui chơi khác ở đảo. Như các bạn đã thấy, hiện tại Phú Quốc đã vào mùa mưa, tắm biển cũng chán rồi thì mình sẽ dắt các bạn đi tắm suối. Suối Tiên là một con suối tự nhiên nằm cách trung tâm khoảng 15 km, muốn vào được đây thì mình phải đi vào đường Hàm Ninh, tuy nhiên các bạn nên hỏi người dân địa phương tránh lạc nhé. Để có được chỗ tắm ưng ý nhất thì phải leo trèo lội suối đi lên đầu nguồn, nơi có thác chảy và nước mát hơn. Khi đi suối như này, các bạn có thể chuẩn bị đồ ăn đem theo tự phục vụ, hoặc trên suối có nhà hàng, muốn ăn gì thì gọi cho họ, vừa thoải mái vừa ăn uống vừa tắm nhé. Để tìm được chỗ ưng ý thì mình phải bước qua những tảng đá, vượt qua bao thác gành nhỏ, khám phá nơi đây. Khi đến nơi có hồ nước trong vắt, nhảy xuống một cái và bơi lội ngâm mình dưới dòng suối và massage dưới dòng thác, đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Ngồi nướng thịt bên bờ suối, nghe tiếng nước chảy, tiếng chim hót thì ta nói thích gì đâu. Đây là chuyến dã ngoại phù hợp cho những ai thích phiêu lưu, khám phá núi rừng. Nếu có điều kiện thời gian thì mình khuyên các bạn nên đến khám phá các con suối ở Phú Quốc nhé, vì mùa này suối cực kỳ nhiều nước chảy ào ạt, thích lắm. Sau khi tắm táp ăn uống thì mọi người nhớ giữ vệ sinh chung, tránh xả rác bừa bãi nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Mê Phú Quốc đem cả Phú Quốc đến bên bạn.
Có dịp đi Phú Quốc thì các bạn nhất định phải ngắm hoàng hôn đảo ngọc. Nhưng mà ngắm ở đâu nhỉ? Xin chào mọi người, mình là Mê Phú Quốc đây, và lần này mình sẽ giới thiệu nhanh cho các bạn một số địa điểm ngắm hoàng hôn mà mình thấy đẹp nhất ở Phú Quốc nhé. Nội cái việc các bạn chỉ cần nhìn thấy ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển tạo nên khung cảnh thơ mộng cũng đủ khiến các bạn mê đắm rồi. Điểm đầu tiên mình sẽ ghé tới đó là Sunset Sanato nằm ở Bắc Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường dưới ánh hoàng hôn rồi. Vì sao mình lại nói như vậy? Vì tại đây các bạn có thể đi dạo bãi biển hoặc check-in cùng cổng mặt trời hoàng hôn xứ đảo cùng với những công trình lạ mắt, diện thêm những bộ đầm maxi nữa, phải nói là đẹp tuyệt vời. Các bạn nghĩ đến đây là rồi đúng không? Không, không còn nữa, vì đây là phía tây của đảo nên điểm đến tiếp theo của chúng ta sẽ là Saling Club, nằm ở khu tổ hợp bãi trường Phú Quốc. Các bạn không rõ thì cứ lên Google Maps nhé. Đây là tổ hợp nhà hàng 13 có bãi biển hàng xưa xinh xắn cùng với hồ bơi vô cực nhìn thẳng ánh hoàng hôn. Địa điểm này thì không mất phí, nhưng đây là khu nhà hàng nên các bạn khi vào đây nhớ ủng hộ dịch vụ của nhà hàng nhé. Tin mình, đi vào đây bạn sẽ có nhiều bức ảnh đỉnh lắm đó. Điểm đến tiếp theo sẽ là Sở Vi Phú Quốc, nằm ở đường Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc, kế Ngọc Trai, Ngọc Hiền. Có không gian rộng rãi, view hướng biển, thiết kế mở gần gũi với thiên nhiên là nơi hoàn hảo nhất để tổ chức những bữa tiệc trên biển hoặc ngồi lại hàn huyên cùng bạn bè sau một ngày dài cùng với ánh hoàng hôn ấm áp. Lên đến trung tâm thì chúng ta có một sky bar ngắm hoàng hôn có tên là Mai Son Hotel, nằm ở hẻm 63/4 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7 Phú Quốc. Với không gian chiều nhẹ nhàng, lãng mạn cùng ánh hoàng hôn, bên những ly cocktail rượu ngọt sẽ làm bạn xóa tan đi mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng. Ngoài ra, khi bạn đến với Mai Son, các bạn còn có thể check in một lần nhưng đăng ảnh cả tuần nữa đó nhé. Buổi tối quán còn có âm nhạc, đây sẽ là một đêm mà các tín đồ đam mê acoustic không thể bỏ lỡ. Xuôi về phía nam của đảo, nơi được mệnh danh là khu địa trung hải Việt Nam, đó là ga cáp treo An Thới, với vị trí nằm trên sườn núi hướng thẳng ra biển phía tây để đón ánh hoàng hôn. Với những công trình mang nhiều sắc màu hoài cổ như những thành phố đã được xây dựng từ hàng trăm năm trước, check-in tại đây bạn sẽ có được những bức ảnh không nơi nào có được từ đấu trường La Mã cùng với lòng châu Âu ngay giữa Việt Nam. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn chưa biết địa điểm nào hoặc mình có làm thiếu địa điểm, đừng ngần ngại comment, mình sẽ giải đáp hết tất cả thắc mắc của các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Mê Phú Quốc đem cả Phú Quốc đến bên bạn. Nhỏ thì đi chèo thuyền đạp vịt ở đầm Sen, bây giờ thì lớn rồi mình chèo thuyền ở bãi Ken Phú Quốc. Hi, xin chào các bạn, mình là Mê Phú Quốc đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn trải nghiệm vui chơi chèo súp hay tắm biển không thể bỏ qua khi đến với Phú Quốc. Đây là khu New Coi chuẩn bị được khai trương nên được mở cửa miễn phí cho mọi người tham quan tắm biển. Bên trong là khu tổ hợp lưu trú, khách sạn, ăn uống, villa cực kỳ rộng rãi, đặc biệt là không mất phí vào cửa hay gửi xe gì cả. Các bạn có thể vào dạo chơi check-in thoải mái luôn. Có một trải nghiệm các bạn không nên bỏ qua, đó là chèo sắp ở biển bãi Ken. Nước biển ở đây thì không phải khen nữa vì nó cực kỳ trong xanh, cát được lọc hàng ngày nên không có rác thải, các bạn yên tâm nhé. Đi tắm biển như thế này lý tưởng nhất là vào lúc 4 giờ chiều, khi ấy ánh nắng đã xuống dần núi nên mát mẻ không ngại đen da cho các bạn nữ. Vì đây là mặt biển phía đông của đảo, có thể ngắm được ánh bình minh sáng sớm. Đi chèo sắp như này thì các bạn có thể thuê hoặc ở khách sạn Premier sẽ có cho du khách. Biển xanh sóng lại lặng yên khiến việc chèo sắp trở nên dễ dàng. Chèo sắp ra xa có thể đưa tầm mắt ngắm hết bãi Ken rộng nhường nào. Ngoài tắm biển ra thì còn có các hoạt động vui chơi ngoài trời như đá bóng, bóng chuyền. Nói chung rất đáng để trải nghiệm đó các bạn. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Mê Phú Quốc đem cả Phú Quốc đến bên bạn. Ở Dương Đông không? Chuyến này mình có dịp lên đây ăn vặt nà. Ăn bò nướng đá với hàu sốt đủ thì ngon nhất nách luôn. Hi, xin chào các bạn, mình là Mê Phú Quốc đây. Thật tình là dạo này muốn đi đâu ăn vặt có được không gian mát mẻ mà lại ăn đồ nướng nữa thì mình lựa chọn ngay quán hàu sốt đủ vị Phú Quốc, nằm ở 173 Lý Thường Kiệt, Phú Quốc. Lúc vào đây mình chỉ định ăn vặt một ít hàu nướng sốt đủ vị để cho biết hương vị như thế nào thôi. Nhưng đập vào mắt là cái menu đa dạng món ăn từ hàu nướng, bò nướng, có cả hột vịt lộn nướng đủ vị nữa. Thế là không ngần ngại mình gọi tất ra ăn cho biết. Đầu tiên là món bò nướng đá, các bạn phục vụ sẽ đem ra một cái lò như này, trên đó có một miếng đá các bạn cứ nướng. Như mình để nhớ là đảo liên tục cho miếng bò vừa chín tới không quá cháy, ăn kèm với miếng rau cảm giác như tan chảy trong miệng. Vì đây là món gọi theo set nên các bạn gọi theo đầu người nhé. Tiếp theo cuối cùng cũng ra những món chính đây rồi, đó là hàu và hột vịt lộn nướng sốt đủ vị, gồm có nướng muối ớt, phô mai, nhiều lắm mình cũng không nhớ hết nữa. Cứ mỗi ít mỗi vị như này ăn sẽ không bị ngán, cứ như thế hết chén này tới chén khác. Một mình ăn gần hết của đám bạn rồi, giá như thế này dao động chỉ 15-30k cũng đáng đồng tiền bát gạo. Quán phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên như này đi ăn vặt cùng với bạn bè vào những dịp cuối tuần thì nhức nách. Video của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi.
Nếu các bạn chưa biết địa điểm ăn chơi ở Phú Quốc đừng ngần ngại comment dưới bài nhé, mình sẽ giải đáp hết cho các bạn. Mê Phú Quốc, đem cả Phú Quốc đến bên bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.